không hiểu sao mà dạo này á, cô Lan với lại chị Nhã cứ giận nhau hoài à, cứ gây gỗ sùm lên mệt mỏi ghê á. Mà bây giờ Vi là ai? Vi là thần tình yêu, Vi là chuyên gia hòa giải, Vi yêu là... tinh thì có bắt tôi quá là bực. Ủa sao tự nhiên cô chửi con? Trời, cô đâu có chửi con. Ôi cô nhức đầu quá thiệt á. Cô chắc cô chết quá, cô sống không có nổi luôn. Trong cái căn nhà tự nhiên nhà của cô mà đôi lúc cô cảm thấy cô đơn côi trong cái căn nhà của cô luôn á, con có tin không? Trời, có chuyện gì mà căng dữ vậy? Cô nói con nghe đi. Bây giờ con suy nghĩ đi, tự dưng bây giờ á bị xoắn mất một đứa con mà nói không được, có tức không? Trời, cô bị mất con hả? Trời, cô đau đớn quá thì chết rồi. Bây giờ cô đau, bây giờ cô đòi chút con lấy đồ rồi con đưa cô đi bệnh viện nha, chứ đau thì cô chịu sao nổi. Trời ơi, cô đi làm gì? Thì cô phải đi vô trọng chứ, sảy thai phải cho sự bác sĩ khám chứ không có để khơi khơi gì được đâu. Trời, có thai hồi nào đâu mà sảy trời. Thì cô mới nói là mất đứa con. Mất thằng Tú á, tức dễ sợ luôn á. Trời ơi, cô làm thiệt, cô làm con muốn đau tim, muốn lộn ruột luôn nè. Trời ơi, cô còn lộn ruột hơn con đó, con có biết không? Bây giờ thằng Tú nó bệnh, mà bây giờ mình á là mình muốn cho nó ăn, mà con Quỷ Nhã nó không cho thằng Tú ăn. Con coi cô bệnh mà không cho nhỏ ăn sao nhỏ sống được. Nó nói cái gì, cái cách của cô là cái cách cổ hủ, cái cách gì mà cách làm cho người ta bệnh thêm, cái cách cái gì cô không hiểu. Mà trong cái đó nó phải hiểu rằng nhờ cái bà già này nè, nhờ cái cách nuôi dưỡng của bà già này nè, mà bây giờ nó mới có một cái thằng chồng mà sức dài dai rộng mà trắng trẻo mà đẹp trai như vậy để cho nó hưởng. Nó còn muốn cái gì nữa? Cô ấm ức chị Nhã nhiều thứ vậy mà cô đã nói chị Nhã chưa? Không có nói. Con đó nó phải tự đoán ý. Làm dâu người ta là phải đoán ý được mẹ chồng. Tại sao cô phải nói cho nó nghe? Hay là giờ như vậy đi à, cứ mỗi lần á mà chị Nhã làm cô bực mình hay cô khó chịu thì cô cứ nhắn tin qua cho con. Cô kể tội chị đi, cô kể làm sao mà cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất, cô kể hết cho con. Thực sự là nãy giờ nói chuyện với con cô nhẹ nhõm đó. Dạ. Con đưa ra cái sáng kiến này cô thấy cũng rất là hay đó. Dạ. Nhưng mà cô thấy tội nghiệp con thôi, con hiểu không? Tại vì thực ra mà nói á thì con là cái thùng rác để cô trút đó. Hả? Tức quá. Bây giờ năm bao nhiêu? 2017 đúng không? Thế mà còn lạc hậu. Tại sao lại có thể cho người bệnh ăn một cách tá lả tùng lung như thế? Ủa, chị đang nói ai vậy? Em đâu có cho ai ăn bậy bạ gì đâu. Mẹ chồng của chị. Trời, em muốn đau tim lộn ruột cái chị luôn à. Tại vì chị đang ức mẹ chồng chị. Anh Tú đang bệnh mà mẹ chị cho ăn lung tung lang tang lên. Người ta đang bệnh thì người ta sức đề kháng, người ta yếu. Cho ăn lung tung rồi bụng người ta đánh lộn lên, bắt đầu bị thêm bệnh tiêu chảy. Có phải là bệnh cộng thêm bệnh không? Nhưng mà bây giờ thay vì chị ngồi chị nói với em á, thì chị có thử tâm sự với cô Lan, chị nói hết những cái ấm ức trong lòng chị ra với cô Lan chưa? Lại hồn. Mẹ chị mà im lặng để nghe chị nói, chị đi đầu xuống đất. Mẹ chị không bao giờ nghe ý kiến của người khác. Nói thế thôi nhưng mà nói chung chút cục tức ra với em, chị cũng cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Gì? Chị kể với em xong chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm nữa hả? Ừ. Vậy thì hay giờ vậy đi à, cứ mỗi lần mà chị bực mình cô Lan hay cô Lan làm gì mà chị khó chịu á, chị nhắn tin, nhắn qua, gửi qua điện thoại cho em. Xong rồi hai chị em mình nói chuyện với nhau cho chị nhẹ nhàng hơn, được không? Ừ, có lý. À, thôi bây giờ đi làm, bực một cái là nhắn tin ngay nhá. À. Cô nói thật với con, cô không bao giờ cô nghĩ là cô lại có một người con dâu như vậy. Cô không bao giờ cô nghĩ là người ấy lại có những cái suy nghĩ mà như thế về cô. Cũng cảm ơn Vi. Tôi nói Vi nghe, người ấy rước tôi về nhà làm dâu đúng không? Rước vào nhà đàng hoàng. Rồi có gì không vừa lòng thì bảo lên phòng để dạy dỗ. Thì nói thẳng mặt nhau đi. Làm gì mà phải nhắn đằng sau lưng mà nhắn cho một người thứ ba để nói xấu về mình. Thì Vi thấy người ấy có được không? Bây giờ nè, Vi cô hỏi thật con nha. Dạ. Con đã đọc hết tất cả tin tức của gọi là
cả người ấy và cả cô gửi cho con đúng không? Dạ. Thì con thấy trong chuyện này á, là cô đúng hay là người ấy đúng? Bởi vì cô nói thật với con á, mẹ chồng mà hiền quá thì con dâu nó thành bà dâu rồi. Vậy là bây giờ con được phát biểu rồi đúng không? Đấy, thế người ấy vừa bảo gì? Bây giờ á, theo khách quan của con mà con nói á, con thấy ai cũng đúng mà ai cũng sai hết trơn á. Trời ơi, thôi thì bây giờ á, mình muốn nhà cửa êm ấm, dĩ hòa vi quý với nhau thì mỗi người bớt lời chút, rồi nói hết tâm tư tình cảm ra, rồi giảng hòa với nhau, vậy là nhà cửa vui vẻ hết rồi mà. Nha, nha. Ủa, bây giờ á, là cô phải mở lời trước hả? Ủa, dù sao cô là mẹ mà. Trời đất ơi, tự dưng con bảo cô phải xuống nước, sao mà cô không lẽ cô xin lỗi người ấy à? Con phải giữ sĩ diện cho cô chứ. Cô nói cho con biết, cô đồng ý tiếp xúc và gặp mặt, còn cái chuyện mà cô mà phải mở lời trước để mà xin lỗi xin phải không có đâu. Vi hả? Vi vừa phải thôi. Tại sao mà Vi lại có thể chơi cái trò mà ném đá dấu tay như thế? Làm sao mà nó có thể chuyển cái tin nhắn của tôi mà gửi cho người ấy, rồi lấy tin nhắn người ấy chửi cho tôi, làm thế chả khác nó đốt nhà, mà đốt tôi còn gì nữa. Em nói thiệt với chị, bây giờ hai người giận nhau nha, mà em thấy hai người không có đáng thương đâu. Em chỉ thấy anh Tú là người đáng thương nhất thôi đó. Một bên là mẹ nè, một bên là vợ. Trời ơi, bây giờ không có bên ai được hết đó. Không lẽ chị không thương anh Tú, không có nghĩ cho anh Tú hả? Thì có thương thì, nhưng mà cái tự ái nó cao lắm. Cũng là mẹ chồng, mẹ anh Tú, mình nhường lời một chút kia. Hồi nãy cô Lan nói cô Lan chấp nhận tiếp xúc và nói chuyện với chị, đó coi như là cô Lan mở đường với chị rồi còn gì. Nhá. Trời, con nhìn mẹ mắc cỡ quá. Mẹ thấy vậy nè, bây giờ mẹ con mình hiểu nhau quá rồi, thì tất cả những cái chuyện gì á mà mình có thể bỏ qua được thì mẹ con mình nên bỏ qua, đúng không? Chính xác. Con cũng thấy bây giờ trong nhà có mỗi hai người phụ nữ với nhau, chả lẽ lại không thể nói chuyện được với nhau, đúng không? Mình phải yêu thương nhau chứ, sao lại vì có mỗi một người đàn ông mà tự nhiên ghét bỏ nhau đi một người. Ôm cái cách, trời ơi. Đúng rồi, mình đi shopping đi. Con thấy lâu rồi cô với lại chị Nhã không có đi shopping. Bây giờ con cũng đang muốn mua sắm, bữa giờ hết quần áo mặc rồi. Con đi con mua cái băng đô cột giống mẹ. Không, mẹ thấy như vậy nè Nhã. Đúng là cái siêu thị gần nhà mình á, họ đang có cái họ mới nhập về cái bò Úc đó con. Dạ, bò Úc. Mình đi mình mua về, xong rồi á mình làm cái món mà gọi là gì đó, áp chảo. Áp chảo mà nó có tiết á, nó còn tiết á con, nó còn tiết á. Trời, thằng Tú nó thích cái đó lắm đó con. Ừ, con này nó cũng ngon lắm. Nhưng mà mẹ biết không, anh Tú bây giờ đang bị bệnh ý. Nếu mà ăn nhiều thịt bò quá, anh ấy sẽ bị hút đấy. Con, dạ. Mẹ nói con nghe nè, nó đang bệnh thì nó phải bồi bổ. Tại vì nó bồi bổ thì nó mới có sức khỏe. Nó có sức khỏe thì nó mới đề kháng được với các loại bệnh. Đúng, con công nhận không? Dạ, dạ. Mẹ ơi, nhưng mà cái khoa học người ta chứng minh là khi mà cơ thể đang bệnh, bây giờ mình bị cảm nhẹ thì mình chỉ ăn những cái đồ để mình có thêm một suất vitamin, chứ không phải là có thêm quá nhiều. Vitamin, quá nhiều đạm như thế. Mẹ hiểu vitamin. Khoa học người ta chứng minh rồi mà. Nó là con của mẹ, mẹ biết. Sao mà con đâu phải mẹ nó đâu mà con cứ cãi mẹ không à? Đúng rồi, cãi nhau lớn lên đi, cãi lớn lên đi. Chia sẻ trên mạng cộng đồng cho người ta bình luận chơi gì cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu nè. Cãi con đi, có cãi thôi đi. Cái điện thoại đi không? Em bị điên à? Tự nhiên anh mang chuyện của nhà mình trưng ra cho thiên hạ biết. Anh lạ lùng, anh ra đây, em bảo nhá. Mẹ bảo là mẹ sinh ra anh đúng không? Thế nhưng mà từ lúc anh lấy em thì ai là người có công nuôi và dạy anh một số điều hay lẽ phải? Nó ăn nói gì mất dạy với sợ luôn, con thấy không? Nó dạy chồng nó đó, mà trong khi nó ở chung với lại cô đó. Hai vợ chồng nó ở chung với cô. Quán cà phê này á, nuôi vợ chồng tụi nó thì từ ngày này qua tháng nọ đó. Thôi bây giờ nín đi đừng có nói nữa. Bây giờ nè, con cho mẹ biết một cái điều thôi. Giữa mẹ và vợ, con chọn một trong hai đi. Để bây giờ mẹ hỏi như thế rồi anh chọn đi. Mẹ. Con bây giờ chỉ có được quyền một trong hai thôi, mẹ và vợ. Nào anh chọn đi. Anh không chọn ai hết. Con quyết định.
từ đây trở đi con sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Hai người muốn chăm sóc cho con, yêu thương con mà cãi nhau cái kiểu đó sao không chịu nổi. Mọi người muốn làm gì thì làm đi. Cái thằng này hết nói rồi. Nó nói nó không chọn mẹ thì thôi còn chấp nhận được. Bây giờ con nghe nó nói nó không chọn vợ luôn. Vậy có nghĩa là nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ nào rồi. Nó bỏ con đó. Mà thà như thế đi con còn đỡ tức. Mày hiểu không? Vì con cũng là người ngoài, con không đẻ ra anh ý. Mà trong khi mẹ là người sinh ra anh ý, nuôi dạy anh ý cho đến giờ phút này lớn như thế kia, để cho con được hưởng. Mà bây giờ anh ấy bảo là anh ấy không cần cả mẹ, anh ấy không chọn mẹ, thì anh là cái loại gì? Con bất hiếu. Ừ, thì cái mẹ cũng nổi điên, nó ghê nuôi nó tới giờ phút này rồi, cuối cùng nó là như vậy đó, con coi được không? Không hiểu nổi. Rồi cuối cùng bây giờ làm sao? Bây giờ mình đi shopping đi. Ừ. Mình chứng tỏ cho người ta thấy mình cũng chả cần người đâu. Ừ. Không mua bò luôn. Không, không cần nữa. Mình lấy tiền đó mình đi shopping, mình mua quần áo đẹp. Mua cho con cái băng đồ giống con mẹ. Con mua cái băng đồ cuộc sống hết mẹ. Đi xong mình làm tóc luôn. Và mình không có cho ai mình cản bước hết, chỉ có hai phụ nữ chúng ta đi thôi. Hai mẹ con mình thôi. Đi mua đi. Mẹ chồng nàng dâu nhà này khó hiểu quá. Ủa? Mà con là người rủ đi shopping mà. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, ôi sao em mới vô mà số nè. Nào thì cha xét như hoàng thư. Vừa yêu của anh ơi, dạ chào cô chú. Chị lén là ăn mặc kinh minh, đang âm mưu khủng bố đúng không? Trời